Xin chào tất cả các bạn và các anh chị nha. Video này em sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn và anh chị đăng ký một cái tài khoản trên Forstarter nha tất cả anh chị. Thì em đã có một cái video giới thiệu về Forstarter là gì nha tất cả anh chị. Thì Forstarter là con này chạy trên nền tảng Tron, có một cái nền tảng gây quỹ cộng đồng quốc tế nha tất cả anh chị, và hợp đồng cuốn sách thông minh, và một nền tảng phi tập trung và minh bạch và an toàn nha tất cả anh chị, có hệ thống bền vững và phát triển an toàn nha tất cả anh chị. Và hoa hồng của Tron thì được tính là 100% cho mỗi một lượt affiliate các anh chị, rất là ngon luôn. Thì để đăng ký được chị copy cái link Forstarter này anh chị, thì em thì chỉ không có thời gian, em chỉ nói xương xương thôi, chị copy nha, gọi cho link của mình ra nè. Rồi tất cả anh chị chờ em chút nha. Đây thì anh chị join vào nhóm đi để có gì em hỗ trợ tiếp anh chị. Rồi anh chị trong tài khoản anh chị phải có trên là 200 tron nha anh chị. Thường thường thì anh chị để mơ đi, mình đầu tư 5 tron, trừ lại 5 tron trong ký để kích hoạt ký anh chị. Đây làm phí ra, rồi anh chị bấm vào một decoder nha anh chị. À anh chị bấm vào một mi chứ. Rồi anh chị lướt xuống giùm giúp em anh chị. Rồi mục tiêu. Rồi anh chị bấm vào một add future ra nha anh chị. Rồi anh chị bấm vào một đáp browser nha tất cả anh chị. Rồi anh chị bắt cái đường link hồi nãy của tất cả anh chị vào copy trong cái link Zalo của em, anh chị bắt vào nè. Rồi anh chị bấm nút gỡ đi nha tất cả anh chị. Bấm mũi tên nè. Rồi anh chị không thì chờ cho nó lót một chút xíu nha. Thì đây là một dự án có thu nhập thụ động không giới hạn nha tất cả anh chị. Rồi sau khi nó ra một cái giao diện thì anh chị chờ một chút nha. Rồi anh chị bấm vào một register nha tất cả anh chị, một trên nè. Rồi đây thì có hai đầu tư, thì anh chị bấm vào một đầu tư join nha tất cả anh chị. Chị click vào to be a Forstarter nè. Anh chị chờ cho nó lót cái đồng hồ này chút xíu nha tất cả anh chị. Chị bấm vào lót chút, anh chị bấm automatic register nè. Rồi anh chị bấm vào một confirm nha các anh chị. Đây rất là dễ luôn. Rồi anh chị đăng nhập cái password của mình, đăng chuyển qua cho cái Forstarter 200 đồng cho anh chị gì password anh share lại. Rồi anh chị bấm done nha các anh chị. Sau khi bấm done anh chị chờ một chút cho nó test nha. Cho cái đồng hồ này chạy chút xíu anh chị. Anh chị để đây cho nó reset cỡ khoảng 30 giây nha các anh chị. Rồi sau khi anh chị chờ chút xíu, anh chị bắt up lại anh chị, anh chị bắt up lại anh chị mở với cho mình ra, còn nếu mà nó giật cái đồng tiền cho của tất cả anh chị là mình thành công nha tất cả anh chị, còn nó không giật là mình chưa xong nha tất cả anh chị, chỉ đạo lên nè. Thì em cũng không có khuyến khích tất cả anh chị đầu tư nhiều anh chị, không có dự án nào mà chắc ăn hoàn toàn 100%. Rồi là mình đã trừ 2.000 cho nhưng mà đã xong nha tất cả anh chị. Thì không có dự án nào cho ăn 100% anh chị. Anh chị thì mình xung phong, em xung phong đi trước đó. Anh chị nào có chơi thì chơi. Vậy video em kết thúc nha. Chào tạm biệt tất cả các anh chị nha. Em thấy dự án này rất là chất lượng và uy tín nha các anh chị. Mình không có mắc bao nhiêu đâu. Vì anh chị nhớ bấm chuông đăng ký cập nhật những clip tiếp theo thì mình. Còn những bạn nào mà đầu tư sâu gũi thì thôi nha. Không đầu tư thì không được. Không ai bay hết.